chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Hôm nay Thiên Vũ thay vì những video là khác là mình giới thiệu về karaoke, thì hôm nay Thiên Vũ xin chia sẻ và bật mí cho các bạn, đó chính là một combo các bạn có thể nghe nhạc với tầm giá ngon, bổ, rẻ và chất lượng và đa tính năng, tích hợp rất là nhiều công nghệ. Đó chính là dòng trước mặt các bạn đây, chính là dòng Spo, một lo Spo Outfitmat 5 Series 5. Đó, đây là một dòng loa và mức giá ở thị trường hiện tại nó chỉ có khoảng tầm 11 triệu mấy thôi. Đó là một cặp loa và 2 channel. Đó, các bạn có thể thấy đây là loa 2 channel thì nó bằng một tủ loa xí ngầu, thiết kế rất là đẹp và hình khối được chia ra làm 2 cục. Thì chút nữa mình sẽ khui bên trong thùng cho các bạn xem cận cảnh và chi tiết hơn. Thì Thiên Vũ kết hợp với là một cái dòng âm ly giá cũng khá là mềm, đó chính là dòng âm ly cũng thương hiệu rất là đình đám, đó chính là Denon, âm ly Denon. Đó, các bạn thử thấy đây thì âm ly này nó có tích hợp là có thể nghe được nhạc nè, chúng ta có thể xem phim được 7.1 nè. Đây là phân khúc tầm trung thôi, nhưng mà âm thanh chất lượng ra cũng rất là hay và nó có tích hợp được rất là nhiều tính năng ở trên đây. Mà trên cái thùng này các bạn có thể thấy ở phía trên cái thùng này đó, thì các bạn có thể thấy là nó bao gồm như là các hiệu ứng như là Doppler nè, DTS nè, DTX là đây là những hiệu ứng âm thanh, và trong khi đó nó tích hợp những như tính VL, Apple EarPlay nè, có tính năng Bluetooth nè, tích hợp luôn cả HiOS. HiOS là cái con mà thông minh á, chúng ta có thể chạy được nhạc nè, HiRes Audio nè, cái nói chung là rất là nhiều zone nè, Alexa tích hợp Google thông minh như con Alexa nè, rất là nhiều tính năng các bạn ạ. Nói chung là không thể diễn tả hết đâu, nhưng mà với một tầm giá là để các bạn sở hữu một combo như thế này thì các bạn chỉ mất khoảng là 24 triệu mấy trăm đồng thôi, khoảng 25 triệu đồng. Các bạn sở hữu cho mình một cái hệ thống lo thương hiệu lớn nè, chất âm ok nè, mà đặt trong phòng ngủ thì quá tuyệt vời luôn. Tuyệt vời, đây là một bộ ghép mà rất là nhiều tính năng thông minh, thì mình sẽ cho các bạn trải nghiệm của những tính năng này. Ok, giờ mình sẽ mời mọi người, chúng ta sẽ cùng Thiên Vũ mở thùng ra xem thiết kế của chiếc loa này nó như thế nào, và Thiên Vũ sẽ dán tem bảo hành vì ở đây là sản phẩm đã được khách hàng mua rồi. Thì trước khi giao, Thiên Vũ sẽ làm review để giới thiệu cho tất cả các mọi người khác luôn, tại vì dạo này gần đây mọi người cũng thấy Thiên Vũ rất là ít làm review thì có hơi bận tí xíu, nên mong là mọi người sẽ thông cảm cho Thiên Vũ nha. Dạo này rất là ít làm review thì đi ở ngoài đường mọi người thấy Thiên Vũ có đen không, đen hơn tí xíu, đen hơn xíu, vừa làm công trình nữa. Rồi, đầu tiên Vũ sẽ mở ra sẵn dán tem bảo hành luôn. Đó, thì đây là cái thùng nguyên bản. Đây là một hệ thống âm thanh các bạn có thể dùng để nghe nhạc thôi các bạn, chúng ta không áp dụng karaoke nha. Chúng ta để nghe nhạc hoặc là chúng ta tích hợp làm xem phim thì ok. Thì đầu tiên chúng là một tờ giấy hướng dẫn của Spo. Đây là hàng chính hãng các bạn ha. Mức giá cũng khá là mềm, bao gồm lo và âm ly thì ở mức 25 triệu thôi, rất là tốt, rất là chất lượng. Thì nó cái thùng lo này sẽ bao gồm là một lo sub rồi đó, và một và hai lo led bright thiết kế như thế này đó, các bạn thấy. Và đây nó hướng dẫn cho mình cách đấu nối như thế nào, rất là đơn giản đó, các bạn thấy ha. Rồi nó cũng có số email rồi rất là đầy đủ, rồi chắc chắn là nó cũng sẽ có phiếu bảo hành của Bo chính hãng, là phiếu bảo hành của Bo theo số series ha mọi người ha, dựa vào series. Rồi phiếu bảo hành của Bo, ok, mình cắt cái đóng này một bên. Kế đến chính là một tệp, một tệp đây là một tệp sách hướng dẫn của hãng Bo, hỗ trợ hình như là rất là nhiều thứ tiếng, các ngôn ngữ để cho ta xem cái thông tin về loa này. Sau đó chính là những cái series number, những cái lá thư họ Bo họ gửi cho khách hàng của mình đó, những ai mà mở ra thì nó sẽ gửi những cái du nè, gửi bạn đó. Ok, rồi phần giấy này mình sẽ tạm thời bỏ ra, phiếu bảo hành bỏ ra. Rồi mình sẽ mở cho các bạn xem bên trong. Thì đi kèm trong cái hộp phụ kiện này thì nó sẽ cho chúng ta chính là dây tín hiệu. Đây là dây tín hiệu của đây, có thể bạn nói là đây dây loa. Đó, dây loa thì nó cũng có số email trên sợi dây led bright. Đó, speaker. Đó, rất là đầy đủ. À, đây là bright nè.
Đó, còn đây là LED nè, nó chia ra rõ ràng cho chúng ta, có thể để cho các bạn mà khách hàng mà chúng ta đang sử dụng chúng ta hiểu và khách đấu nói nào. Còn đây là subwoofer, ở đây cái đây là dây AV. Đây là cũng là một dây nối loa luôn. Dây loa. Còn đây đó là dây tín hiệu, xin lỗi mọi người ha. Rồi, đó, đây là một phần mà đây ở trước mặt các bạn, đây chính là loa subwoofer của nó, mình sẽ khui sau. Giờ mình sẽ xem bên trong, cái đây là vị trí đặt hai chiếc lo full ở hai bên. À, và mọi người cùng xem rõ ha, thì đó các bạn thấy thì cái củ lo như thế này. Và nó có số serial mã code ở đây, và đây chính là dòng Made in Mexico ha. Made in Mexico nha mọi người ha, dòng này là Made in Mexico chứ không phải Made in China. Phía sau họ cũng có số email để chúng ta check coi đúng hãng hay không. Đó, mình xây xung quanh để Thiên Vũ làm mà quay clip mà chậm chậm mà lâu lâu như vậy là để chi ha mọi người ha. Mọi người phải hiểu hàm ý là để cái mọi người khi mà chúng ta mua hàng ở đâu á, chúng ta mua sắm chúng ta sẽ tự so sánh để chúng ta tránh trường hợp là chúng ta mua hàng giả ha, hàng nhái ha. Cái này là quyền lợi của mọi người. Còn mọi người nào thấy lâu quá, cảm thấy video mà lâu quá, mọi người có thể qua các channel khác để xem cho thể nhanh hơn. Dạ, rồi xong tôi cứng vậy. Rồi, mình đang mở ra. Thì mở ra thì chiếc hộp nó giống như là cái trứng gà vậy mà. Đó, thì đây là cái cụm của cái loa. Và tem nó vẫn còn full seal, nó có một cái tem tròn ở đây, full seal nè mọi người ha. Ở đây là vì nó trong nên có thể là mọi người sẽ không thấy hết được đâu. Nên nhưng mà mình vẫn cứ nói cho mọi người ở đây, mình sẽ lột ra mọi người sẽ thấy. Còn full seal cái cắt đó, mình sẽ lột ra đây ha. Là mình mở ra cho mọi người ha. Rồi, mình tạm thời để đây đi. À, vì đây cũng là hàng mới nên mình Thiên Vũ sẽ tránh trường hợp là làm dơ, vì cái này khách hàng mới mua rồi, mình làm vậy thì có thể là sự tôn trọng của khách hàng. À, các bạn thấy nó rất là đẹp đẹp. Các bạn nào muốn Thiên Vũ tháo không, comment thật nhiều đi, Thiên Vũ tháo cho các bạn coi luôn. Comment thật nhiều yêu cầu Thiên Vũ tháo lo này đi, Thiên Vũ sẽ mua về tháo cho các bạn luôn. Thì phía trước các bạn đây thì kích thước của nó rất là nhỏ gọn, các bạn nhìn thấy nó khoảng hơn một lóng tay thế này thôi. Và nó được ngày trước á, cái những dòng series cũ á, cái những hai cái phần này chúng ta có thể bẻ qua trái và qua phải, tức là định hướng được cái hướng loa. Nhưng mà series mới này nó đã làm lược liền khối, nhưng mà nó vẫn có một cái đường viền đen thế này để nó nhận biết là nó tách ra. Nhưng mà bản thân đây là hai củ loa bên trong, và hai củ loa này nó đã được nhà hãng định hướng sẵn nha mọi người ha. Ngày trước là những củ loa nó đi hướng thẳng và các bạn có thể bẻ, và củ loa này là được định hướng mỗi bên là nghiêng khoảng tầm 45 độ, khoảng đúng rồi, khoảng 45 độ, khoảng cỡ đó. Thiên Vũ không chính xác nha, tổng thôi, nhưng mà mọi người hiểu là được thì nó khoảng tầm 45 độ. Rồi, cũng có thể quay lại gần về phần này, các bạn cầm trên loa này rất là cứng và rất là chắc chắn các bạn ạ. Nó cực kỳ chắc chắn luôn và nó rất là nặng. Đây là cái bát, cái chúng là khi mà nó có kèm theo chúng ta là một cái bát để chúng ta khi mà bắt tường chúng ta thể gắn vô và chúng ta gài vô, mà rất là thẩm mỹ ha. Đó, rất là đơn giản. Và đây là cái rắc mà chúng ta cắm lo, rắc độc quyền lắm, rắc của nó, rắc riêng của nó dành cho cái combo này. Đó, đó, và đây cầm trên lo nó giống như là bạn cầm cục sắt, nó nặng khịch rồi. Ở đây là bằng thép nha mọi người ha, chứ không phải là lưới, nó cũng không phải là lưới bằng nhựa nha mọi người. Mọi người lưu ý, đây là lưới bằng thép. À, phía xung quanh đây là bằng nhựa, viền cũng bằng nhựa, nhựa đen bóng. Và phía dưới này chúng ta nó được là bằng nhựa, nhưng mà nó tích hợp một cái miếng mút điểm á, là tức là những trường hợp mà các bạn muốn để trên bàn á thì nó sẽ chống chạy, nó một miếng mút trên cao su, bằng cao su. Ok, thì nó chỉ có đơn giản là vậy thôi. Chắc Thiên Vũ cũng sẽ lấy ra và mở cho mọi người nghe thử luôn ha. Rồi sẵn sẵn Thiên Vũ dán tem bảo hành của mình luôn. Đó, các bạn thấy rất đẹp. Một chiếc lo tầm giá rất là mềm để có thể sở hữu nghe nhạc thương hiệu đình đám nữa, số 1 thế giới nữa. Đó, thì các bạn có thể suy nghĩ đắn đo ha. Rồi tiếp tục, mình sẽ tạm thời mình bỏ qua một bên. Rồi kế đến chính là cái chiếc lo súp này. Thì bây giờ mình sẽ dừng cái xíu để mình bỏ cái lo súp ra ha. Giờ mình sẽ bưng cái lo súp ra. Chúng ta sẽ coi thiết kế lo súp nó sẽ như thế nào. Để
Đây chính là chiếc loa sub. Nó được thiết kế rất là dài. Chiều dài nó khoảng 50, chiều sâu của mọi ha. Chiều sâu của chiếc loa sub này là 50 và họng hơi nó tập trung vào ở phía trước để chúng để nó có thể đẩy hơi ra. Rồi phía sau. Phía sau thì chắc chắn là nó cũng sẽ có thông tin là về cái chiếc loa này. Đó, có số email và một tèm kèm theo chính là hướng dẫn. Đây là kênh LED và đây là kênh RIDE, tức là củ loa chúng ta sẽ cắm vào đây. Đó, và LED RIDE này được input ha, input output rõ ràng. Và ở đây chúng ta sẽ coi là số email nó rất là mới và nó là made in Mexico ha mọi người ha. Cái lịch design ở tại thiết kế tại Mỹ nhưng mà gia công thì tại Mexico ha. Nhiều nhiều bạn đang thắc mắc là tại sao Bo là có những chỗ chỗ mà gọi là China, có những loại made in China và những logo Bo và có hai vài hãng không, thì mình chia sẻ thêm cho các anh chị cũng như là khách hàng nào đang mới chơi về Bo chúng ta sẽ hiểu hơn. Thì bây giờ hiện tại là dòng Bo mình á, những dòng mà dòng home á như là Bo 301 C5 cũng gọi là made in Mexico. Còn những cái dòng mà dòng rồ, những dòng mà gọi là khủng hoặc là những dòng mà quá đắt tiền cao cấp á thì hầu như là nó ở made in China là nhiều. Nói chung là do hãng muốn đặt thôi, tại vì những dòng mà cao cấp tại vì họ muốn đặt ở China thì đơn giản là muốn giá thành nó rẻ tí xíu và cho người dùng có thể, những cái nước bạn lân cận như châu Á chúng ta có thể khả năng mua được. Chứ nếu đặt ở made in Mexico hay là made in ở USA thì đâm ra là các bạn mua không được. Nhiều khi các bạn đi qua Mỹ những sản phẩm nào đó gọi là đã đặt được nhà máy ở made in, đã đặt nhà máy ở China rồi, thì các bạn có đi ở Việt Nam mà bạn muốn đi qua Mỹ bạn mua thì cũng vẫn là made in China thôi chứ không được là made in USA đâu ha. Nhiều người vẫn nhìn nhầm là cứ tưởng là ra ngoài mua là mua được made in USA. Các bạn đang bị sai là từ chỗ đó ha. Do hãng Bo muốn đặt cái nhà máy cho cái mã đó, có cho series đó ở nhà máy nào thì tất cả sản phẩm đó là của made in ở chỗ đó, là made in China ha. Rồi, một chia sẻ. Rồi loa thì nó cũng rất là đơn giản, cái diễn như thế này thôi. Đó, các bạn thấy. Đó, thiết kế bằng mặt trước nhựa và ở trên đây là có một icon của Bo. Cũng rất là nhỏ gọn và đơn giản. Và hãng cũng cho chúng ta là một cái 4 cục mút ở phía dưới chân ha, để chúng ta có thể tránh trường hợp chạy phía dưới. Rồi giờ Thiên Vũ sẽ mở vô thảm và sau đó là mở tiếp cái âm lì và mở cho mọi người nghe thử luôn. Coi mọi người cảm nhận được chiếc âm của nó như thế nào. Sẽ mở chiếc âm ly của do ba sao phân phối cũng là như là anh Duy đó. Đó, đây là dòng âm ly D5 VRX 1600H ha mọi người ha. Đó, những tính năng như các bạn có thể tải những cái app của nó, các bạn có thể lên là AVR D5 nè, hoặc là các bạn có thể lên tải app Hios hoặc là Hios Arm, Hios Link đồ đó. Đó, chúng ta tải về chúng ta sẽ được trải nghiệm tính năng các bạn có thể kết nối được wifi và chúng ta điều khiển không dây từ xa, rất là hay. Mà đây là khi mà mở ra thì chắc chắn bên trong là hàng chính hãng, thì có phiếu bảo hành của các nhà phân phối đầy đủ, có mọc của nhà phân phối đàng hoàng ha. Đó, và đây chính là cái nói chung là anten, anten ra nghe đài FM nhưng mà chắc ở đây đâu có ai nghe đài đâu, thời buổi này thì không có ai nghe đài. Thì nó sẽ cho mình chúng ta chính là một cái remote Denon mọi người ha. Đây là remote Denon rất là nhẹ, có pin nữa. Lát nữa mình sẽ mở ra cho mọi người coi. Thì trước khi các bạn về đây là nhà hàng chính hãng, thì chúng ta sẽ có những số email cũng rõ ràng, black mã số sản phẩm. Rồi, sản phẩm này thì là made in Việt Nam ha mọi người ha, rõ ràng đây là Denon made in Việt Nam ha. Đó, có nhiều bạn nói made in Việt Nam chưa dở nha các bạn, đâu phải các bạn phải hiểu được vấn đề là nhiều khách hàng chúng ta mới chơi audio hay là có thể là chơi lâu nhưng mà có thể là không chịu tìm hiểu á, cứ nghe người ta nói thì chúng ta nói theo thì đâm ra cũng sai lệch lắm. Thì bản thân là bây giờ hãng Denon họ có thể đặt nhà máy ở Việt Nam thì nó là made in Việt Nam. Cái đôi giày Nike á, giày Nike với đầy Adidas á, đặt nhà máy ở Việt Nam bây giờ qua bên Mỹ mua của nó cũng vẫn là made in Việt Nam ha. Cứ miễn các bạn chỉ quan trọng là nó là đồ chính hãng là được, là mọi thứ còn lại là made in ở đâu các bạn đừng quan tâm. Rồi mình sẽ mở ra, mời các bạn chờ xíu mình sẽ mở ra đưa ra cho mọi người xem ha. Thì phụ kiện nó chỉ đơn giản chứ như vậy thôi, không quyết rộng rãi nhiều. Rồi mình sẽ mở cho mọi người nghe. Vậy là mình đã mở hộp xong và đây chính là giao diện cũng như là mặt tiền đẹp trai của dòng Denon VR 1600H.
thì đây là cái icon, nó những cái hiệu ứng hiệu năng giống như trên cái thùng play, nó cũng đã đưa show ra chúng ta. Thì trên cái đầu này là nó cũng show ra chúng ta như những cái tính năng của nó, như là DS hay là âm thanh hybrid audio, rồi wireless, rồi bluetooth, double atom. Và mình vẫn thích nhất là cái tích hợp là Alexa thông minh, trợ lý ảo. Hoặc là chúng ta có thể nghe nhạc và điều khiển bằng giọng nói đó. Sau đó là Hios này là một cái Hios Arm, Hios Link, đồ, nói chung là những sản phẩm vừa ra để chúng ta tích hợp. Và nó ở đây nó còn tích hợp là Google Assistant nữa. Đó, cái này là các bạn đều, đó là một con trợ lý ảo của chúng ta. Đó, rồi ePlay 2 nữa. Nói chung là rất là ok. Thì nó đây là những cái tem mà những cái tính năng mà nó hỗ trợ được thì nó đều show ra chúng ta thấy hết, thì các bạn có thấy. Rồi, các bạn có thể quay xa lại các bạn đây, mình giờ mời các bạn nhìn tổng thể tổng quan về cái chiếc Omni này. Về mặt trước của chiếc Omni này thì nó được bằng nhôm phay xước màu đen, và được là phay của nó là phay ngang, phay xước ngang ha mọi người ha. Và bên cần này chính là cần chọn nguồn nhạc. Và đây là nút nguồn, mở nguồn. Và bên đây là volume master. Vậy đây là volume vô cực, tức là chúng ta nó không có vòng tua mà nó sẽ dựa vào thông số, nó là kỹ thuật số. Thì nó quay thì nó dựa vào một con giải mã ở trong, nó chạy bằng số chứ không phải là một cơ như ngày xưa như có Omni cơ. Đó. Và Omni này là hỗ trợ được 7.2 ha mọi người ha. 7.2 theo trên cái chiếc thùng cạch tông nó có ghi là hỗ trợ được 7.2. Và đề nông này không phải là một con bò phép nhất, mà tại vì những con đề nông các bạn thấy những con đề nông tới 60-70 triệu thì chuyện bình thường. Nhưng mà ở đây Thiên Vũ đang muốn chia sẻ một combo nghe nhạc vừa hay nè, giá thành vừa mềm nè, mà trải nghiệm rất là nhiều tính năng của đề nông, mà âm thanh vừa rất là tốt, perfect đó. Ok, giờ mời mọi người sẽ trải nghiệm cái giao diện phía sau của chiếc Omni này. Vũ sẽ cho các bạn xem. Thì đây chính là phía sau của chiếc Omni đề nông do 3 sao phân phối, coi như là anh Duy phân phối, được Made in Việt Nam ha. Thì cái ngõ hỗ trợ thì đây chắc chắn nó sẽ là hai cây kìm để mở hai cái anten để chúng ta kết nối wifi và bluetooth thật là tốt. Các bạn có thể thấy và ngõ input audio thì nó do cho chúng ta như là các ngõ như là audio in thì nó sẽ cho chúng ta hai ngõ, ba ngõ, ngõ audio in mono nè, phono nè, rồi một ngõ một nè, và ngõ hai nè, ba ngõ. Và ngõ chúng ta có thể out ra sub bằng cái ví dụ như là sub điện, thì ví dụ như là nó cho chúng ta hai ngõ out ra sub điện ha. Re out đây. Ở các bạn thấy nó sub điện. Đó. Rồi cái ngõ video nữa nè. Đó, ngõ video nè. Rồi ngõ in là nó bao gồm ngõ quang, cổng quang thì ở đây mình không thấy có serial thì, nhưng mà nó lại có hỗ trợ chúng ta được hai ngõ optical. Ha mọi người ha. Hỗ trợ chúng ta được hai ngõ optical. Đó, và đây là các đường input nữa, đó chính là đường chúng ta có thể nghe nhạc như những cái đầu mà Studio X20 Pro có ngõ A âm thanh bằng HDMI á, thì các bạn có thể tận dụng ngõ này thì nó rất là nghe nhạc rất là đã. Đó, chúng ta năm ngõ. Professional. Oh. Rồi, tiếp đến thì các bạn sẽ làm quen với lại các ngõ kết nối của Omni và loa. Thì ở đây thì chắc chắn những anh chị mà đã xem, những các bạn đã chơi phim nhạc rồi thì không nói, nhưng mà Thiên Vũ sẵn tận dụng cái video này để chia sẻ những anh chị mà chúng ta chưa có dịp, hay là chúng ta chưa có cơ hội mà biết và để chơi những cái sản phẩm như thế này, thì Thiên Vũ xin chia sẻ. Thì đây chính là ngõ kết nối loa. Thì chúng ta ngõ phong tức là hai loa trước ha mọi người ha. Theo bây giờ mình nói theo chuẩn phim đi, nghe nhạc cũng vậy, thì phong tức là hai cái loa phía trước ha mọi người ha. Sau đó là center là loa trung tâm. Thì trung tâm loa trung tâm á, thì các bạn sẽ gọi là loa ở giữa, thường surround á, người ta gọi là loa lời á, là trong phim thì cái trung tâm nó thường là nói chuyện của các nhân vật diễn viên phim. Và kế đến đó chính là, ở đây là 7.1 nên nó sẽ có tới hai ngõ, xin lỗi mọi người, nó sẽ có là hai ngõ surround là red right, tức là hai loa đối diện với loa phía trước tức là phía sau, ví dụ để nó tạo ra được cái hiệu ứng âm thanh đó. Và kế đến chính là hai loa surround. Thì đôi khi 7.1, mọi người nên hiểu 7.1 và 7.2 là nó khác nhau gì, tức là cái 7 chấm tức là lo những cái lo vệ tinh, còn cái chấm sâu đó là 2 hay 3 gì tính là lo sub các bạn. 7.1 tức là một sub, còn 7.2 là hai sub ha mọi người ha. 7 lo và hai sub, nên mọi người hiểu vấn đề đó nha. Rồi, 7 lo trong đó có hai sub,
lỗi mọi người, nói gì cho mọi người mới hình dung mới chính xác được. 7 lo trong đó có 2 súp, còn 7.1 là trong đó có 1 súp ha. Đó, cho các bạn những mà chúng ta chưa chơi bao giờ thì chúng ta thì Vũ phân tích về mọi người sẽ thể hiểu. Và đây chắc là anten rồi, anten thì chắc chúng ta không dùng rồi. Ở thời buổi này cũng đâu có ai mà nghe đài radio đâu. Chừng nào chiến tranh tới thì chúng ta cần cái này để chúng ta nghe thông báo. Rồi, qua bên đến trên đây thì chỉ là lỗ nguồn và cái nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm này. Các bạn thấy không, Mắc in Việt Nam rõ ràng. Thiên Vũ bán hàng là rõ ràng nguồn gốc cả. Nhưng mà các bạn nên nhớ đây là thương hiệu đã rất là lâu năm của Đài Nông rồi, rất là nổi tiếng. Và giá thành nó cũng rất là rác ruột, nhưng mà đây là một cái âm ly giá vừa mềm kết hợp với cái loa bô này thì tuyệt vời. Và đây là nguồn, và chắc chắn là không thể thiếu tem của anh Duy, nhà phân phối anh Duy ha. Anh Duy là ba sao cũng là một thôi mười ha. Ok rồi, phần kế đến chính là phần Thiên Vũ lấy cái tem của mình dán vô. Ok, cảm ơn mọi người. Tại vì khi các bạn gắn thờ thì mình sẽ setup cam ly này thì đó là tính năng, thì bây giờ Thiên Vũ sẽ mời các bạn trải nghiệm một tính năng, đó là không gian hoàn toàn. Mà Thiên Vũ đã kết nối cái am ly này với wifi rồi, rất là đơn giản. Ai có thể làm được thì Thiên Vũ sẽ làm một video hướng dẫn mọi người setup cam ly này. Ai có thể setup được, rất là đơn giản và không gì khó. Và sau đó chúng ta sẽ tải những cái app trên đây, thì bây giờ Thiên Vũ làm rất là dễ. Và giờ Thiên Vũ chỉ cần nhiệm vụ Vũ là chỉ cần là play nhạc lên thôi. Mời mọi người nghe được cái chất âm thì nhạc thì nó sẽ bị bản quyền. Nhưng mà vì video này là mình không có bật kiếm tiền nên mình không quan tâm. Mình sẽ cho các bạn nghe những bản nhạc chất lượng. Bây giờ các bạn sẽ nghe một bản nhạc gì nhỉ ha. Để thêm một xíu. Mình sẽ nghe một bản chill, một nhạc Việt đi. Rồi, của Lệ Quyên đi. Ok, thì Vũ sẽ play nhạc cho mọi người xem. Hoàng Thiên Vũ điều khiển hoàn toàn không gian. Đây là Spotify. Đây là, ở đây là Spotify. Thiên Vũ đang điều khiển qua cái điện thoại này, mà Thiên Vũ chỉ cần play và bật mở thôi. Thì ở cửa hàng Thiên Vũ đã có rất là nhiều tính năng của HiOS này rồi, thì Thiên Vũ dụ khi Vũ nghe bài này thì Thiên Vũ chỉ cần bấm vào, thì khi mà chúng ta Thiên Vũ bấm đây là các bạn thấy là Thiên Vũ có rất là nhiều, ví dụ showroom, Thiên Vũ có hệ thống showroom âm thanh không dây cũng kết nối bằng wifi nên Thiên Vũ có thể nghe được cái hệ thống, chỉ cần bấm chuyển qua đây là mình sẽ nghe. Mời mọi người nghe âm thanh background của cửa hàng Thiên Vũ ha. Ví dụ Thiên Vũ không muốn nghe âm thanh của showroom nữa mà anh Thiên Vũ lại muốn âm thanh của trên đầu đề Đài Nông, Thiên Vũ chỉ cần bấm chọn nguồn nhạc, nguồn phát, play.
ai ngóng chờ. Khi áng mây thành thơ nhẹ gió đưa theo tiếng đàn thuyền mơ về bên xưa. Một chiều mùa chiến tranh xuân ngã hương thành về say mối. Video này hoặc là các bạn có thể xem dựa vào các bạn tên truy cập vào website dịch vụ để xem cái bộ combo này thì ở mức giá chỉ khoảng 25 triệu đồng thôi các bạn sở hữu một bộ nhạc nghe nhạc của thương hiệu Spoon 8 và Đề 5 rất là chất lượng đó. Thì video này quay cận cảnh cũng như là từ lúc mở hộp cho đến lúc trải nghiệm đến lúc mà cắm dây thì mong chúng sẽ cho mọi người một cái video trải nghiệm chân thật nhất chưa để chúng ta trước khi mua. Mọi người lưu ý là cái video này thì cũng quay khi mà mọi người nghe chứ là test phỏng và các bạn có thể đeo tai nghe vào vì nó cái tiếng mic chúng ta thu qua tiếng mic rồi thì nó không còn ra chất âm của bô như ban đầu của hãng nữa. Thì để mà trải nghiệm các bạn nên đến showroom hoặc các bạn thì gọi trước cái vũ để cho các bạn trải nghiệm nghe âm thanh của bô này, của mã này chỉ với 25 triệu thôi mọi người ha. Có một bộ bô rất là đỉnh. Nếu bạn thấy hay đừng quên bấm like và subscribe channel Thiên Vũ để làm được nhiều video hay hơn cho mọi người, chia sẻ cho mọi người. Và mọi người đừng quên nhớ là bấm comment để lại những ủng hộ cũng như là đóng góp ý kiến đánh giá cho anh em Thiên Vũ. Xin chào, hẹn lại các bạn trong clip lần sau. Bye.